Rất nhiều anh em hỏi mình là lắp cam hành trình tại nhà có dễ không? Dễ cực kỳ. Hôm nay tôi hướng dẫn anh em trên một chiếc cam Xiaomi M300, cam quốc dân luôn nhá, lắp luôn trên xe của tôi. Đi dây ấy, thì anh em sẽ đi từ cái cổng cắm USB này, xuyên qua đây, vòng theo cái gioăng này, lên đến đây. Đấy, bắt đầu nhá. Đầu tiên anh em cứ nhấc cái hộp này ra cho dễ thao tác nhá. Bắt đầu này, luồn cái dây vào đây. Đấy, anh em nhẹ nhàng kéo cái phần gioăng cửa ra cho tôi. Em thấy không? Rất là đơn giản mà. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi theo sát những cái mép như thế này và lên đến đây nhá. Đi trước ở đây này. Anh em nên tạo một cái nút thắt nhẹ ở đây nhá. Gài lên để cho sau này nó khỏi bị tụt xuống. Được. Và mình đẩy dây theo cái những cái đường vị trí này. Đấy, vào đến đây. Đấy, và bây giờ là mình sẽ lắp cái gioăng lại thôi. Cái gioăng xe tôi nó tháo ra tháo vào nhiều tan nát cả rồi. Ok, đi gioăng đến đâu thì đẩy dây đến đấy. Chỗ này còn lại bao nhiêu dây thừa nhá, thì anh em cuộn gọn nó lại. Nếu mà có dây thít thì tốt, còn không thì làm thủ công như tôi này. Xong, đặt vào trong này. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc cắm tẩu để cấp nguồn thôi. Cắm thử nhá, xem có điện đấy nhá. Ok, có nguồn ngon rồi nha anh em. Đối với những chiếc cam M300 này nó có kết nối điện thoại thông minh, thì anh em nên tải app về, sau đấy là mình căn chỉnh và mình dán sau để cho nó chuẩn nhá.